chuyện tình của tôi, nàng và con chó. Tác giả Võ Tòng đánh mèo. Fanpage facebook.com/chuyện cười bựa. Tiếp, phần tiếp theo. Tôi đang mệt, nghe bố nàng nói là lên nhà nghỉ thì đồng ý luôn. Dạ vâng ạ. Phòng bao tiền bác? Bác đưa luôn cháu điều khiển điều hòa và cả chai la vi nhá. Nàng thấy vậy liền giật áo tôi. Ơ kìa anh, đang nhà em mà. Ôi chết, chết mẹ. Bệnh nghề nghiệp mệt quá, đầu óc lú lẫn, may mà chưa hỏi bố có bao cao su ở trên phòng không ấy. Tôi mệt và nằm thiếp đi, đang mơ màng thì nghe tiếng nên tôi giật mình tỉnh dậy. Tiếng kêu vừa rồi đúng là tiếng gà. Chắc bố mẹ nàng đang giết gà để chiêu đãi mình đây. Ôi thật là chu đáo và hiếu khách quá. Tôi thì đang đói cồn cào với quãng đường dài, nghĩ đến lát nữa được sơi thịt gà nóng hổi, ngọt lừ và béo ngậy, nhâm nhi thêm chút rượu nếp hương thì có chết cũng không còn gì vấn vương. Mới chỉ tưởng tượng thế thôi mà nước nhờn đã chảy ứa ra đầy hai mép, ướt nhèm nhẹp. Tôi lò dò bước ra xem vụ thịt gà đã tiến hành đến đâu. Có gì tôi còn giúp vặt lông. Tôi nhìn ra phía sân giếng thấy mẹ nàng, nhìn phát là biết ngay mẹ nàng, vì quả mông to tổ tràng đúng size 80 đang chổng lên lúi húi làm gì, chắc vặt lông gà. Con chào bác ạ. Ừ, dậy rồi à con, sao ngủ ít thế? Dạ con chợp mắt được tí thôi, vì cái chiếu hôi quá nên không ngủ được. Hôi phải rồi, cái giường của bà nội mà, bà bị bệnh trĩ với đại dầm kinh niên. Thế bà đâu rồi ạ? Bà vừa mất xong sắp được 49 ngày đấy. Cái giường với cái chiếu bà nằm vẫn để đó, phòng khi có khách thì cho nằm. Ui chết mẹ, thế mà lúc rồi mình còn nằm sấp xuống cái chiếu để ngủ. Tối nay phải kiếm giường khác thôi, chắc là cả đêm, chắc là bị bà cụ đè mất. Mà hình như tôi đã lầm, mẹ nàng không phải đang thịt gà mà đang ngồi nhặt đống rau xanh đỏ gì đó dài dài xanh xanh bám đầy rong rêu như vừa vớt dưới sông lên. Bác làm gì đấy ạ? Bác đang nhặt rau. Bác cẩn thận nhỉ. Ở quê cháu mà nấu cho lợn ăn thì họ không nhặt kỹ như bác đâu, cứ băm nhỏ ra rồi nấu thôi. Đâu, bác nhặt để tối xào cả nhà mình ăn đấy chứ. Dạ. Nhìn quanh không thấy nàng và bố nàng đâu. Ngon rồi, quả này chắc là hai người đang đi chợ mua thêm rượu với thức ăn đây. Nhưng còn vụ thịt gà sao thấy hoang mang quá, để thăm dò thêm xem nào. Nhà mình nuôi nhiều gà bác nhỉ? Tôi hỏi và nhìn ra phía mấy con gà đang lon ton chạy trong vườn. Ừ, gà nuôi lấy trứng rồi bác. Con ạ, không phải là để thịt đâu. Thế mà lúc nãy con đi ra cứ tưởng bác đang thịt gà. Không, gà đang để trứng, thịt nhiều tiếc lắm. Vâng, gà này đi bộ nhiều thì chắc sẽ ngọt và ngon lắm. Không giống mấy loại gà công nghiệp bán ngoài chợ bác nhỉ. Bác cũng chưa ăn nên là cũng không biết đâu con ơi. Nói đến đây tôi chán quá rồi, đi ra ngõ ngóng nàng với bố nàng về. Thôi thế là hết hy vọng thịt gà. Mong là bố nàng mua nhiều đồ nhắm và thịt chó, giò chả hoặc thịt bò cũng được. Nhưng ông trời chẳng thương người hiền lương. Bố nàng về mua hai con cá mè gầy nhom, thêm ba tấm đậu phụ mỏng tang. Bác ơi, nhà mình thường nấu cá thế nào, hôm nay cứ thế mà nấu bác nhé. Con đang bị đau răng nên bác sĩ bảo là kiêng cá mè. Thế rán đậu cho con ăn nhé. Con ăn đậu rán hay sốt? Dạ, con đang bị viêm lợi, bác sĩ bảo kiêng luôn cả đậu phụ ạ. Ôi sao kiêng nhiều thế, thế con ăn được gì? Bác sĩ nói là chỉ được ăn thêm thịt gà thôi ạ. Nghe tôi nói thế thì bố mẹ nàng kéo nhau ra góc sân hội ý. Không biết là hội ý những cái gì mà sau một hồi thầm thì gì dầm thì bố nàng trợn mắt lên như sắp nổi cáu. Xong thấy mẹ nàng vùng vàng phụng phịu rồi cuối cùng miễn cưỡng ra vườn. Tay mẹ nàng cầm thanh gỗ dài khoảng 1,5 mét. Vừa ra tới vườn bà liền nhằm thẳng một con gà trong đàn mà vụt. Vừa vụt vừa chửi. Này thì thịt gà này thì chết mẹ mày đi này. Con gà bị tấn công bất ngờ thì nằm rãy đành đạch giữa vườn. Vậy là yên tâm rồi, ung dung đợi tí nữa là có thịt gà chén. Bữa cơm diễn ra trong không khí thân mật và ấm cúng. Bố nàng trông hom hem mà tiểu lượng khá thật. Vừa vào bữa chưa kịp ăn gì thì ông ấy đã làm vài chén hoa hồng. Tôi cứ định gắp thịt gà thì ông lại cầm chén lên. Nào, bác cháu ta cùng uống, chổng đít nhé. Lúc đầu thì tôi cũng chưa hiểu chổng đít là gì. Mà sau mới biết nghĩa là 100%. Uống là phải dốc một hơi cho cái đít chén chổng lên. Cùng là chổng đít nhưng có cái chổng đít thì thích, mà cái trò chổng đít này thì sợ thật đấy. Làm vài chén thôi mà chưa được miếng thịt gà nào, tôi bắt đầu thấy phê phê và sốt ruột. Đang định gắp miếng thịt gà thì mẹ nàng quẳng luôn cho cái cẳng gà vào bát rồi nói.
ăn uống vừa ăn vừa uống đi con ạ. Ăn gì bổ nấy con ạ. Ăn chân cho nó khỏe chân, cho nó cứng cáp. Tổ sư mình đã kêu đau răng còn cố tình gắp chân gà cho mình. Ê, có thật là ăn gì bổ nấy không bác? Thật chứ. Vâng, vậy con xin mời bác miếng phao câu này ạ. Còn bác trai, con xin nhường bác hai con rái gà ăn gì bổ nấy bác ạ. Hai ông bà có vẻ hài lòng lắm vì con rể tương lai khéo léo và biết cách ứng xử. Mà cũng đéo hiểu bà ấy nghĩ gì mà vẫn hay ngấu nghiến được cái phao câu ấy. Đít to thế mà còn ăn phao câu nó thành sai 100 à. Mà ngoài ông bố nàng thế, người hóm hem con cá mèo hen rồi để cứ nước rượu tì tì. Thế có hai hòn rái gà, chứ cho dù ăn cả thùng rái dê thì cũng không đủ sức đỡ nổi cái mông size 80 kìa. Làm thêm vài chén nữa thì cả tôi và bố nàng đều quay quay rồi. Lúc ấy bố nàng mới dặn dò: con yêu, con gái bác thì phải hiểu và chiều chuộng nó tí nhé. Trông nó lớn và các bộ phận phát triển đẫy đà vậy thôi, nhưng mà tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Dạ cái đó con biết ạ. Bác khỏi phải nói, em nhà mình tuy còn trẻ con nhưng chuyện người lớn là em ấy đã biết hết rồi ạ. Gì? Chúng mày làm chuyện người lớn rồi hả? Dạ không, bác hiểu lầm rồi. Con nói chuyện người lớn tức là em nhà mình đã biết cách cư xử như người lớn, là chững chạc lắm đấy ạ. À thế thì được, bác tưởng chúng mày làm chuyện người lớn là hỏng đấy. Không được giống như hai bác ngày xưa đâu, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi ạ. À quên, con có mua biếu bác chai cái quần bò Playboy cao bồi miền Tây. Bác mặc cái quần bò này đi chăn bò rất là hợp, bác vào thử luôn đi. Đúng là già nhưng mà thấy qua vẫn ham. Ông già nàng tí tởn vào trong thử quần rồi lại đi ra cho mọi người ngắm. Quần thì vừa đẹp, mỗi tội là vừa đi hai tay ông già vừa phải giữ quần, bỏ ra là tụt luôn. Ờ, còn đây là quà con tặng bác gái. Nói rồi tôi lấy ba quần slip tôi đưa cho bác. Ồ, bác cảm ơn, sao con biết sai của bác mà chọn. Dạ, con cứ lấy cỡ to nhất ạ. Bác vào thử đi ra đây mọi người cùng ngắm xem có đẹp không. Thôi tí nữa bác thử sau. Hôm nay thì rượu đã ngấm rồi, tôi thấy mệt, mắt zip lại về buồn ngủ. Chắc là bố nàng cũng thế thôi, tôi liền cất giọng lễ phép. Dạ, con say rượu nên buồn ngủ quá, con xin phép đi ngủ trước. Nhưng mà hai bác bố trí cho con chỗ ngủ khác được không? Cái giường của bà nội hôi quá, con không nằm được. Nhưng mà nhà chỉ còn hai giường thôi, một giường của hai bác với một giường của em nó. Chuyện tình của tôi, nàng và con chó. Tác giả Võ Tòng đánh mèo. Fanpage facebook.com/chuyencuoibua. Dạ vậy con tính thế này, bác trai và em sẽ nằm giường ngoài, còn giường trong là của con với bác gái. Thôi chết, con nhầm, rượu và lung tung hết cả. Ý con là con với bác trai nằm ở giường ngoài, còn giường trong là em với bác gái. Thế thôi, con vào ngủ trước đây. Sáng hôm sau, tôi xin phép ra về thì bố mẹ nàng tha thiết níu kéo. Ôi ở đây chơi thêm chút nữa đi, chả mấy khi hai đứa về nhà bác chơi. Ở đây chưa bác nấu cháo gà, ăn xong rồi về. Tôi nghe thế thì mắt sáng lên. Dạ bác để lại thịt gà nấu cháo này, thế thì cháu ở lại. Không không, thịt đâu mà thịt, xương gà tối qua ăn thừa, bác con lại tí nấu cháo thôi. Dạ thế à, thế nhưng mà tiếc quá cháu lại có việc đột xuất phải về luôn rồi, thôi để dịp khác bác nhé. Chúng tôi lại leo lên chiếc cúp 50 cằn cỗi hoàn mình lăn bánh trên con đường trở về thành phố. Mặt trời chiếu chói chang, với lờ gió thổi ngược chiều ù ù và bụi thì mịt mù. Thế mà trong cái điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như thế, tôi vẫn nhớ một đoạn thơ rất là hay, mỗi tội không biết là của ai sáng tác ấy. Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em, ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi, ngược cả lòng mình tìm về nông nổi, lãng du vô đi vô định cánh chim trời. Chuẩn quá, lãng du đi vô định cánh chim trời. Đúng là tôi chưa biết cuộc tình của tôi và nàng sẽ đi về đâu. Đi về đâu khi mà dưới đít hai đứa giờ chỉ là con cúp 50 đời đầu bán không ai mua. Cầm đồ không ai nhận, năn nỉ người ta mới lấy. Khi nàng vẫn là sinh viên năm cuối, chưa biết khi nào ra trường, còn tôi là sinh viên năm thứ 6 hệ trung cấp. Nàng thì vô tư líu lo bên tai. Anh à, anh đã về nhà em rồi, tức là em đã chính thức giới thiệu với gia đình mình và tổ tiên. Anh không được bỏ em đâu đấy, thưởng cho anh yêu cái hôn này. Chụt 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 chụt. Ôi, kiếp quá, hôn gì mà toàn mùi thịt gà với nước mắm này, từ tối hôm qua chưa đánh răng à? Chưa, tối qua no quá lên giường định nằm nghỉ tí ngủ quên luôn, sáng dậy vội quá không kịp đánh. Tởm. Thế đây, còn kẹo xinh hôm qua đang nhai dở đây, giờ nhai tiếp đi cho đỡ thối mồm. Em tưởng hôm qua anh vứt đi rồi mà.
Vứt thì mà vứt, nhai vẫn còn ngọt, gói lại lúc nào rảnh thì nhai vứt phí lắm. À, em thấy anh là người đàn ông chu đáo thật. Thế không biết là anh thấy em như nào? Em á? Em là một cô gái đoan trang và toàn diện. Thật à? Thật mà, sáng em diện, trưa em diện, tối em cũng diện thế, không phải là toàn diện là gì? Thế còn đoan trang? Đoan trang à? Trang ở đây là trang phục. Đoan là cực đoan, nhiều khi trang phục của em mặt hở hang đến mức cực đoan. Nói tóm lại em là cô gái hay ăn diện nhưng trang phục rất cực đoan. Nói xong rồi thấy nàng im im chắc giận. Tưởng giận lâu ai ngờ được tí lại tiếp tục. Anh ơi, lát nữa mình đi ăn KFC nhé. Ăn cái đấy làm gì, mà hôm qua về nhà ăn gà tươi non nê rồi không chán hay sao mà giờ lại muốn ăn KFC. Mấy cái đấy cả chết cả thịt để lông mày nhạt nhẽo lắm em, ăn làm gì đau bụng đấy. Thế chiều mình đi công viên nước đi chơi đi. Ôi sao phải đi công viên nước, bẩn mất vệ sinh lắm em. Mì nước trong xanh tưởng là sạch, nhiều đứa vừa bơi vừa đái tắm xong về ghẻ vãi đái ra. Nếu hôm nào anh cứ em đi ra cái ao gần bãi rác chỗ mình ấy, em bơi thoải mái nước đấy cũng xanh, vừa tắm lại vừa mỏ ốc được nữa. Hả? Em muốn anh đưa đi đâu anh cũng từ chối nào. À, không phải chối mà là muốn tốt cho sức khỏe. Hay là hôm nào mình đi xem phim 3D nhé. Phim 3D hại mắt lắm em, lại ồn ào. Hôm nào về phòng hai đứa mình xem phim 3X, vừa yên tĩnh lại vừa thực hành, chả sướng hơn à? Thế cũng được, mai là sinh nhật em đấy, anh chuẩn bị tinh thần vật chất chưa đấy? À, cứ yên tâm sẽ có. Vậy là cái ngày bách nhật, à nhầm, cái ngày sinh nhật quái quỷ của nàng, sau bao ngày trốn tránh cuối cùng cũng đã đến. Đêm qua cái đế chế, tới 4 giờ sáng mới ngủ mà mới chợp mắt tí nàng đã gọi điện nhắc nhở. Chắc sợ mình quên sao? Anh yêu à, anh dậy chưa đấy? Ừ, đang chuẩn bị gần sắp dậy rồi. Làm gì dậy muộn thế? Đêm qua mải lo chuẩn bị quà sinh nhật cho em, lên kế hoạch tổ chức sinh nhật, giật mình nhìn đồng hồ 4 giờ sáng. Ô thương anh quá. Có gì đâu, anh muốn làm tất cả vì muốn em thật hạnh phúc và bất ngờ trong ngày sinh nhật lần thứ 18. Sinh nhật lần thứ 18 của em 3 năm rồi anh ơi. Năm nay em 21 rồi, nhầm con nào à? Không, nhầm sao được. Ý anh là dù em 21 mà trông vẫn trẻ trung đáng yêu như cái 18 vậy. Thế kế hoạch tổ chức của anh như nào? Ờ thì 8 giờ tối anh đón em, hai đứa mình mua một cái bánh mì trứng ăn lót dạ rồi qua vườn thú xem khỉ, xem chán rồi ra bụi tre ở hồ Hale hai đứa tỉ tê, cuối cùng là về phòng anh xem phim 3D, à không, phim 3X, hy vọng là em sẽ thích. Thế không có màn tặng quà à? Có, nhưng mà sao thoát được. Thôi được, biết thế. Đúng 8 giờ có mặt ở bãi rác nhá. Muộn 1 phút là chim cút. Tôi là một thằng giờ giấc luôn chính xác, nên đúng 8 giờ tôi đã có mặt ở bãi rác. Còn nàng thì mãi vẫn chưa thấy vác xác tới. Bãi rác hôm nay mùi thối hơn mọi hôm, nhìn sơ sát và có chút gì đó buồn mang mát. Chắc lúc chiều vừa bị mấy bà đồng nát bới tung tóe. Đã hơn 8 giờ kém rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Bãi rác này phức tạp, là nơi ca ve hay le ve bắt khách, cũng là nơi cha gái chu rúc và tâm sự vì nó kín đáo lại hôi thối, ít người lui tới. Thế nên mới có câu chuyện vui ấy, là có một đôi yêu nhau mà chui bãi rác hàn huyên. Chả biết hàn huyên cái gì nhưng chỉ nghe tiếng dây lưng kêu két, tiếng quần áo là xoạc, bỗng cô gái kêu thất thanh vì bị một con rắn hổ mang bành choàng tới đớp vào mông. Chàng trai sợ quá bế cô gái chạy vào trong làng nhờ cứu. Thấy lang hỏi rắn ở đâu thì chàng trai mới cởi quần cô gái ra và chỉ vào mông. Nếu chuyện chỉ có thế thôi, chẳng có gì nói. Đằng này lạ là một điều, cô gái bị con rắn ngoạm miếng rất sâu vào mông, nhưng cái quần bò của cô ấy thì lại nguyên vẹn, không một vết sờn rách. Thế mới nói là vải bò tốt thật, rắn cắn toét toét ở mông nhưng đừng hòng làm rách được quần. Và cuối cùng nàng vẫn chưa tới. Tôi ngơ ngơ một mình bên bãi rác. Một em hàng xuất hiện và chào mời. Anh dài đợi ai thế, đi với em không? Đi đâu em? Ê, đi đâu còn lâu mới nói. Con điên, tự nhiên rủ ta đi chơi, hỏi đi đâu lại còn bảo có lâu mới nói. Anh dai biết rồi còn hỏi. À được thôi, thế cắt xe thế nào? Dạ anh dai đi nhanh đi chậm. Đi chậm thôi, nhanh chóng mặt lắm. Chậm 500, nhanh 200. Có khuyến mại gì không? Dạ dùng 10 tặng thêm 1 ạ. Thôi đùa em tí thôi. Em đi kiếm khách khác đi, đứng đây làm gì có mất thì giờ, anh liệt dương từ nhỏ mà. Anh yên tâm, liệt dương gặp em cũng sẽ hết. Trong xóm này có mấy ông già liệt dương ấy, gặp em xong em chữa thành liệt giường luôn.
Sao? Liệt dương thành liệt dương. Thì tự nhiên khỏi liệt dương, thích quá làm nhiều liên tục mất sức cứ sau ốm liệt dương. Đang chém gió với em cà phê thì thấy nàng từ ngõ phi ra. Lúc phi xe đến, bỏ chỗ nàng, bỏ mặc em cà phê tiếc ngẩn ngơ vì mất khách sổm. Rồi tôi và nàng vi vu trên cúp 50 huyền thoại lượn đi lượn lại.